chào các bạn. Tôi là Master Mai Kim Phấn, đến từ Học viện Phunsan Mai Lira Academy. Với hơn 4 năm kinh nghiệm trong ngành Phunsan thẩm mỹ và dạy hàng ngàn học viên ở trong và ngoài nước, thì hôm nay tôi mang đến cho các bạn kỹ thuật theo sợi Hair Drop Ulat. Với kỹ thuật này thì các bạn sẽ tạo ra được những sợi siêu mảnh, siêu tự nhiên và rút ngắn được thời gian làm việc. Và đến với hội thảo này tôi rất là xúc động khi mà mình đã góp một phần nào đó cho công việc là mình tổ chức ra những cái buổi từ thiện giúp cho các trẻ em nghèo. Và cảm ơn Mary Hoàng đã tổ chức nên buổi hội thảo này. Xin cảm ơn.